Funam TV. Chân trai đại biểu Funam xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay bên mình gửi 10 con đại biểu đi cho khách hàng của bên mình ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh các bạn ạ. Hiện tại thì cái hóa đơn của bên mình thì cũng đã viết xong để gửi cho khách hàng của bên mình. Ở đây thì bên mình có một cái tem này nữa. Cái tem này thì phía mặt đằng sau này sẽ được bên mình viết cái số điện thoại của khách hàng ở đây và cái địa chỉ của khách hàng của bên mình ở đây và dán lên phía trên cái nắp thùng như thế kia, để thứ nhất là đảm bảo cho nhà xe người ta có được chính xác cái thông tin của khách hàng của bên mình để nhà xe người ta liên hệ và gửi hàng. Và thứ hai nữa là bên mặt trước của cái tem này thì có cái thông tin cơ sở của bên mình, có tất cả các thông tin và các sản phẩm của bên mình ở trên cái tem này, thì cũng là một cái hình thức để cho khách hàng hay là mọi người biết đến trang trại của bên mình hơn, hoặc là mọi người qua đây cũng có thể là biết được số điện thoại của bên mình, địa chỉ và tất cả các thông tin về các sản phẩm của bên mình các bạn nhé. Trong thời gian vừa rồi thì bên mình cũng liên tục thực hiện các đơn hàng để gửi hàng đi các tỉnh, số lượng thì không giới hạn, từ một vài con cho tới 10-20 con và 3-40 con, 5-60 con. Nhưng mà do cái thời gian nó gấp và cái việc chuẩn bị hàng hay giao hàng nó diễn ra rất là nhanh và công việc nó dồn dập, mỗi người phụ trách một cái công đoạn, thậm chí là còn kiêm nhiệm thêm tất cả các cái công việc khác nữa, nên là bên mình cũng không có nhiều thời gian để quay lại video chia sẻ cho quý vị và các bạn. Hôm nay là bên mình gửi hàng vào buổi sáng, là mình cũng thức dậy là sáng sớm hơn, thức dậy sớm hơn hàng ngày, và mình cố gắng dành thời gian một chút để tranh thủ là ghi hình lại, quay lại cái video này để chia sẻ cho quý vị và các bạn, cũng như là để cho khách hàng của bên mình biết được là bên mình đóng hàng và gửi hàng cho khách hàng của bên mình như thế nào các bạn nhé. Và ngay bây giờ mình cũng sẽ chia sẻ một chút về cái việc đóng hàng cho của bên mình và việc gửi hàng của bên mình sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì đây là cận cảnh cái thùng đóng hàng của bên mình này các bạn này. Hôm nay thì bên mình gửi đi Nghi Xuân, Hà Tĩnh, thì cái quãng đường nó không quá xa, nó chỉ có vài trăm km thôi, nên là bên mình chọn cái phương án là để cái thùng nó nằm như thế này. Đấy, trên nắp thùng thì sẽ luôn luôn là có cái tem nhãn các bạn nhé. Đây, trên nắp thùng thì sẽ có cái tem nhãn bên mình ghi thông tin của khách hàng của bên mình này, địa chỉ này. Còn mặt sau của cái tem nhãn này thì là đây, có thông tin của trang trại đại biểu Phương Nam và tất cả các sản phẩm của bên mình ở đây nhé, và tất cả các thông tin của bên mình ở đây các bạn nhé. Còn cái hóa đơn này thì sẽ được chuyển cho nhà xe và nhà xe sẽ giao cho khách hàng của bên mình các bạn nhé. Sau khi đại biểu được cho vào trong cái sọt nhựa này, phía đáy của nó thì được bên mình lót cái thảm đay nhé, để bảo vệ cho đại biểu này, bảo vệ chân của đại biểu này, cũng như là bảo vệ cho đại biểu được sạch sẽ trong quá trình vận chuyển các bạn nhé. Sau đó thì sẽ được có một cái túi bóng hoặc là cái bao phủ trên bề mặt này, sau đó là mới đóng cái lắp lên các bạn nhé, để tránh cho đà điểu của chúng ta nó tì vào cái thành này này, nó bị rụng lông, nó bị chảy xước ra các bạn nhé. Đây chính là cái vỏ bao này này, bên trong này các bạn này. Đấy. Sau khi mà cái việc mà đóng hàng này của bên mình mà diễn ra xong ấy, thì là bên mình sẽ chuyển ra nhà xe và gửi đi cho khách hàng của bên mình. Cái đơn hàng này thì đi 10 con đi Nghi Xuân, Hà Tĩnh, thì khách hàng bên mình sẽ gửi trong buổi sáng và khách hàng sẽ nhận hàng trong vòng buổi trưa các bạn nhé. Buổi trưa là tới nơi thôi, mất vài tiếng là tới nơi thôi. Buổi trưa hoặc là đầu giờ chiều các bạn nhé. Thì cái quá trình mà đóng hàng này thì mình sẽ không quay lại nữa các bạn nhé. Thì bên mình sẽ phải tập trung vào đóng hàng thôi và chuyển ra nhà xe để gửi đi cho khách hàng của bên mình thôi, vì cái thời gian nó cũng đã đến rồi các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì hiện tại mình vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn mà cách mà bên mình chuẩn bị một cái thùng để đóng đà điểu và gửi đi cho khách hàng của bên mình như thế nào. Và mình cũng đã chia sẻ cái đơn mà bên mình sẽ gửi là 10 con đi Nghi Xuân, Hà Tĩnh các bạn nhé. Trong cái video này mình xin được thông báo tới tất cả các quý vị và các bạn là những quý vị và các bạn mà đã đặt hàng tại trang trại đại biểu Phương Nam, thì quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm và tin tưởng chờ đợi bên mình sẽ lên lịch và gửi hàng cho quý vị và các bạn. Còn với những quý vị và các bạn mà muốn đặt hàng tại trang trại đại biểu Phương Nam mà quý vị và các bạn không biết cách đặt hàng như nào, thì đơn giản thôi, quý vị và các bạn hãy gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline là 0912 600611
để quý vị và các bạn trao đổi và đặt hàng các bạn nhé. Sau đó là bên mình sẽ lên lịch và gửi hàng cho quý vị và các bạn, hoặc là quý vị và các bạn sẽ tới trực tiếp để đưa cho đại điểm. Quý vị và các bạn chọn cách nào cũng được. Cái video này mình sẽ kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn.